Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục review sách của Đức Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tác phẩm của thần tượng của mình, đó là Sir Ken Robinson. Tác phẩm mang tên là Creative School. Nói về tác giả, Sir Ken Robinson là một người được đánh giá là một trong những nhà giáo dục có sức ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 21. Thì ông đã cống hiến cả cuộc đời của mình cho nền giáo dục và được nữ hoàng Anh phong tước, nên mới có cái chữ Sir trước tên Ken Robinson. Mình thần tượng Sir Ken Robinson tới mức mà cái tên của mình lấy theo tên của ngài, đó là tên Ken trên Facebook. Và hồi xưa mình dùng cái tên Ken rất là nhiều. Mình đã dịch rất là nhiều TED Talk của Sir Ken Robinson. Mình đã dịch cái quyển The Element của Sir Ken Robinson để chia sẻ cho tất cả mọi người một cách miễn phí thôi. Trong cái tác phẩm này thì Sir Ken viết về những cái gọi là hiểu những cái cách vận hành của trường học hiện đại. Nó còn bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi thời kỳ gọi là cách mạng công nghiệp, và chưa có cái sự thay đổi trong cái cách vận hành của trường học, trong hệ giáo dục, trong cái nền giáo dục v.v. Trong khi là thế giới đã thay đổi rất là nhiều kể từ thời cách mạng công nghiệp, thì hiện tại nó đã là một trời một vực rồi, nhưng mà hệ thống giáo dục thì không có gì thay đổi hết. Đó chính là những cái mà mình cần nhìn nhận ra, thì quyển sách này nói về cái điều đó. Tức là hệ thống trường học công á, nó giống như một cái nhà máy gọi là sản xuất đại trà vậy đó. Đầu vào phải đồng đều với nhau, từ độ tuổi, từ thi đầu vào, rồi những cái bài test sức khỏe vân vân. Tức là gom cái nguyên liệu đầu vào giống nhau, xong rồi đưa ra cùng một cái hệ thống giáo dục, bắt tất cả mọi người phải đạt được những cái chuẩn giống nhau, xong rồi ra rồi đóng mác tốt nghiệp năm nào đó, y hệt như một cái quy trình của một cái dây chuyền sản xuất công nghiệp, y chang của cái nền cách mạng công nghiệp trước đây. Trong khi những cái đòi hỏi về nhu cầu nhân lực của thế giới hiện đại nó đã thay đổi rất là nhiều rồi, thì thế giới cần cái sự sáng tạo, cần những cái người có khả năng biến đổi, ứng biến với những cái thay đổi rất là chóng mặt, những cái thách thức mới, những cái ngành nghề mới liên tục xảy ra. Thì chính vì vậy cho nên nó cần những cái trường sáng tạo, gọi là Creative School. Thì ở trong quyển sách này, Sir Ken Robinson sẽ nói chi tiết về cái mô hình trường học cũ và mới nó khác biệt nhau như thế nào, và những ai có thể áp dụng những cái này, và những cái mô hình mới nó đang diễn ra trên thế giới như thế nào luôn. Thì quyển sách này dành cho ai? Quyển sách này dành cho tất cả những ai quan tâm tới giáo dục, đặc biệt là các cán bộ sở ban ngành, các thầy cô giáo, những người làm trong ngành giáo dục, thì mình nghĩ là nhất định phải đọc quyển này, hoặc là ít nhất phải nghe những cái bài TED Talk của Sir Ken để hiểu một cách nền tảng về những cái thay đổi mà nền giáo dục đang cần ở trong thời đại mới. Về hình thức thì quyển sách này là sách tiếng Anh, in trắng đen, giấy rất là nhẹ. Mình có một cái ngạc nhiên là cái layout ở trong cái quyển sách nó rất là dễ đọc, cho dù là nó cũng rất là tràn viền, nhưng mà có một cái tỷ lệ nào đó mình cảm thấy rất là thoải mái. Phiên bản mình cầm trên tay là của Penguin Book năm 2015, có giá là 9,9 bảng Anh, còn giá tiếng Việt thì mình cũng không biết bao nhiêu, các bạn có thể săn tìm. Nếu mà các bạn không đọc được sách tiếng Anh thì có thể tìm xem những cái bài TED Talk của Sir Ken Robinson, đều có phụ đề tiếng Việt hết đó các bạn. Trong đó có thể là có bản dịch của mình nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.